Ở buổi tập ngày 15 tháng 5, Nguyễn Hoàng Đức đã có một tình huống va chạm với Trần Minh Vương. Sau khi được kiểm tra, tiền vệ của câu lạc bộ Viettel được chẩn đoán bị dập xương bàn chân trái, cần ít nhất 4 ngày mới có thể tập luyện bình thường. Ở buổi tập chiều hôm qua, cầu thủ này phải tập riêng cùng với Lương Xuân Trường. Chấn thương của tiền vệ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai được đánh giá không quá nghiêm trọng và anh sẽ trở lại sau vài ngày tới. Trong khi đó, Văn Hậu và Văn Xuân đã tập luyện cùng các đồng đội. Trong buổi tập này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các học trò khởi động bằng những bài tập tạo sự hứng khởi trước khi bước vào rèn chiến thuật. Tất cả đều thể hiện tinh thần tốt, hướng tới những trận đấu quan trọng trước mắt. Trong vài ngày tới, đội tuyển sẽ đón 3 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An sau khi hoàn thành thời gian cách ly. Đó là Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng.